Rồi, chào anh em. Thì nay vào cái mùa đông ha, thì thời tiết nó hơi lạnh. Chung là anh em chăm không khéo thì những trái than của mình nó dễ bị trúng gió hay là gọi sốc nhiệt. Đó, hai chứng này nó thường xảy ra trái than chúng ta mà chúng ta không hay á, và không có cái biện pháp và cách trị kịp thời á, thì nói chung là nó sẽ chết. Thì kinh nghiệm mình nhiều năm chung mình nuôi trái than và cũng trị được một số em, nói chung là một số em thôi nha, nói chung là hên thì sống, còn mà nặng quá thì cứu không nổi. Chung là cứ tên tinh thần thì mình cứ cố gắng hết sức. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cái cách để trị trái than nó bị trúng gió hay là sốc nhiệt ha. Thì khi mà anh em thấy chim mình nó ủ rũ á, khi mà thấy ủ rũ á là những con nó thường là nó bị, một là nó bị ốm chim, là do chim ăn uống ít rồi nó suy từ từ á, rồi gặp trời lạnh á là nó sẽ dễ bị gọi là nó sẽ xỉu thôi, kiểu như nó đã xỉn á, ngã xuống dưới lòng nó không ăn uống gì được. Thì cái con như vậy anh em phải bắt nó ra. Đầu tiên là anh em sẽ đập một miếng tỏi, tỏi ăn của mình á, tỏi diện được miếng nhỏ nhỏ thôi, anh em đập ra, cắt đôi củ tỏi ra rồi đập dập dập ha, rồi để củ tỏi vào nước, nước ấm ấm thôi, vừa chừa thôi, rồi khoảng chừng 1 phút, rồi anh em dùng cái ống như trong video của mình, anh em cho chim nó uống, uống chừng khoảng 2 ống như thế này thôi, rồi để chim vào trong lòng, trong áo lòng lại, rồi nhỏ vài cái giọt dầu công cộng, dầu gió ở dưới đáy lòng, và anh em nhỏ vài giọt vào trong cái tay mình, anh em xoa đều hai tay mình, sau đó anh em xoa vào hai nách cũng chim ha. Đó, rồi để vào lòng trùm lại, trùm lại. Nếu mà con chim của anh em mà nó một xíu anh em thấy nó khỏe khỏe, nó lên cầu được là tương lai cứu sống được đấy, còn mà nó không lên cầu được á thì cầu may bằng cách này nữa, đó là anh em tiếp tục vào cái chế độ thứ hai là mình cho nó uống thuốc. Thì thường nó bị trúng gió, nó sẽ bị, một là nó bị nhức, gọi là y như mình, nó bị chóng mặt, nhức đầu, nó không đứng dậy nổi. Chính vậy thì tôi hay sử dụng đó là hai cái thuốc, đó là Panadol và Decogen. Thì hai cái viên này anh em, một viên thuốc anh em chia nó làm hai, là phân nửa gì, tiếp tục lấy cái phân nửa đó anh em chia làm hai nữa, có nghĩa là 1/4 của một viên thuốc đó. Thì mỗi cái 1/4 như thế, rồi anh em bỏ vào nước, anh em pha ít nước thôi, pha chừng khoảng là 2 muỗng cà phê nước ha, muỗng cà phê nha, 2 muỗng cà phê, rồi pha cho nó khuấy nước cho thuốc nó tan đều hết. Rồi sau đó anh em bắt chim chủ, thì nhớ ha, chủ mình đừng cho uống nhiều quá, một lần mình cho chú uống một ống nước như video mình hướng dẫn rồi, thì mỗi lần sáng trưa chiều cái chú uống. Thì thường những con chim của mình á bị á, mình cho uống một cữ là trưa mình thấy nó đỡ đỡ đó, rồi sau đó mình sẽ đi thập nướng kiến, còn anh em không thập thì anh em mua nướng kiến về anh em để dưới đáy lòng á, cho nó ăn. Nếu mà chim không lên lòng được á, thì anh em để dưới đáy lòng cho nó ăn, còn nếu mình không ăn được á, thì anh em có thể là nhét cho chim mình, vạch mồm nó nhét ha, nhét để cho nó uống nước đó. Thì nếu mà con nào mà nó qua được á, thì hứa anh em luôn là khoảng qua buổi sau là nó khỏe, còn số con nó nặng quá thì nói chung là nó sẽ suy và chết. Nói chung là tùy theo mức độ anh em chú ý đến chim mình như nào, những con mà anh em phát hiện sớm á, thì mình cứu sớm kịp thời á, thì nó bình thường. Rồi anh em lưu ý, nếu mà chim mình nó khỏe lên á, thì anh em tiếp tục cho trứng kiến ha, nó tự mổ được á, thì anh em cứ cho tiếp tục cho trứng kiến và uống thuốc tiếp ha. Thì uống khoảng 2 ngày như thế, nếu mà chim anh em cảm thấy nó nhảy lại bình thường thì chúng ta không cho thuốc nữa, chúng ta cho mồi tươi thôi, cho mồi tươi khoảng 1 tuần, 1 tuần là anh em hả tập cám lại. Mục đích thì nói chung là cho mồi tươi để chim nó dễ tiêu hóa, tại vì thông thường nó bị trúng gió à,
nó sẽ không chết liền mà nó do nó bỏ ăn, nó không uống được rồi nó suy nó mới chết. Còn mà trúng gió, mà khi mà trúng gió mà giải phạch 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 á, mà chết liền, cái đó là do anh em mở lồng quá sớm. Gió rất độc buổi sáng, và trong giai đoạn chim mình nó thay lông á nên nó dễ bị cái phần đó. Còn nếu mà chim anh em bình thường thì nó trúng gió là do là nó bị ốm yếu chim và nó suy, nắng rồi thất thường nó mới bị bệnh rồi, nhiễm bệnh từ từ nó mới chết, nó suy từ từ mới chết, chứ không phải nó trúng cái kiểu mà ngặt, trúng ngặt một cái là nó vào mùa thay lông thôi. Còn mùa này thì không có hình thành, như là mình để ý là không có cái hiện tượng nó xảy ra, hiếm lắm. Thì anh em cứ mở áo lồng như Nam nói là không có gì xảy ra hết, cứ mở trễ thôi, đóng áo lồng lại sớm sớm xíu so với thường ngày đấy, rồi mình làm cái đó chỉnh chu là được. Rồi tiếp tục về cái vị trí treo á, thì anh em cố gắng anh em đổi vị trí treo á, tại vì cái chỗ đó nó treo nó đã bị rồi thì anh em phải né ra, né con chim nó ra chỗ đó. Rồi anh em treo những chỗ nào nó thông thoáng mát mẻ, tránh gió lùa. Gió lùa trực tiếp thì nói chung là chim nó dễ bị lắm, đối với những chim ốm. Rồi còn đối với những con mà anh em cho ăn một ngày luôn mà uống thuốc này kia nọ mà không có hiệu đỡ, nó cũng rút rút vậy, thì nói chung là cứ hy vọng là tiếp tục thôi, ngày thứ hai thôi. Mình cũng kiên trì, kiên trì mỗi lần mình cho chim ăn, nhét vạch mồm nó, nhét nhét xong rồi khoảng 5 phút sau mình cho uống khoảng một vài giọt thuốc tiếp tục vậy, thì ngày thứ hai mà nó không khỏe nữa là coi như xong, chung là hết cứu nổi. Thông thường á, anh em cho uống Panadol và Dicogen theo cái liều lượng của mình chỉ á, thì chắc chắn nó uống khoảng, nếu con nào khỏe nó uống khoảng một ngày, bữa sau là nó nhảy, là nó sẽ lên cầu, nó nhảy bình thường được, là nó sẽ ăn được. Còn bữa đầu thì chịu khó nhét vạch mồm nhét, chứ bữa đầu thông thường nó bị trúng gió nó ít có con nào mà nó ăn nổi lắm. Một số con thì có thể là nó khỏe nó tự mổ được, nhưng mà anh em cũng phải vạch ra nhét ha. Còn nếu anh em không có chứng kiến á, thì anh em có thể dùng dế, mấy dế non á, nhỏ á, anh em lấy bụng rồi dùng ngắt bỏ chân hết, còn đầu bụng anh em bóp đầu nát rồi anh em nhét, chỉ có nhét bằng con thôi đó. Nói chung là nó khi mà nó đã bị rồi á, thì nó không mổ được đâu, khó mổ lắm. Chính vậy thì mình phải chịu khó mình vạch mồm nhét y như nút chim con vậy đó, thì cứ như vậy thì chim mình nó sẽ hồi phục khỏe thôi đấy. Rồi đây là kinh nghiệm cá nhân của mình trong cái việc mà trị cho thang bị trúng gió hay là bị sốc nhiệt ha, thì hai cái đó coi như là giống như nhau, không có khác gì mấy. Thì anh em thấy hay cho like và đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn em, chúc anh em thành công. Chung là cái gì cũng vậy, cũng phải là đề phòng hơn là chữa bệnh ấy, anh em ráng phòng, chứ bị rồi thì nói chung là nó cũng mang yếu tố may mắn không đó. Chung là mình phát hiện sớm thì mình trị được, còn mà phát hiện trễ thì thuốc tiên nó cũng trị không nổi, chung là cũng rất là khó. Rồi chúc anh em mình cuối tuần vui vẻ ha.